Ngọc thơ thời báo chấm D kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Việt Nam bị khinh khí cầu Trung Quốc do thám nhưng chưa phát hiện khinh khí cầu lạ. Ngày 10 tháng 2, BBC tiếng Việt loan tin, một tờ báo Mỹ nêu tên các nước bị Trung Quốc do thám bằng khinh khí cầu, gồm Việt Nam, Nhật Bản, Ấn Độ, Philippines và đảo Đài Loan. Đó là mới tính riêng ở châu Á. Hình ảnh bài báo trên trang BBC tiếng Việt theo bài báo, trong cuộc họp báo hôm 8 tháng 2, quan chức Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ nói họ tin rằng các khinh khí cầu do thám của Trung Quốc thả từ đảo Hải Nam đã hoạt động ở Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Đông Nam Á, Đông Á và Châu Âu. Chuẩn tướng General Bart Ryder, người phát ngôn của Ngũ Giác Đài cho biết Hoa Kỳ đã học được rất nhiều về các khinh khí cầu này cũng như cách truy tìm chúng. Hải quân Mỹ đã tháo gỡ các bộ phận điện tử ở chiếc khinh khí cầu bị bắn hạ ngoài khơi Nam Carolina hôm 4 tháng 2, BBC cho hay. Trước đó, tờ Washington Post được các quan chức ẩn danh của Hoa Kỳ chia sẻ tin tức mà họ cho là về hoạt động của quân giải phóng nhân dân Trung Hoa, BLA. Dùng khinh khí cầu để thu thập thông tin tình báo từ trên không cho mục tiêu quân sự. Theo BBC, kết quả sơ bộ của việc điều tra những mảnh vỡ tại một phòng thí nghiệm ở Virginia cho thấy khinh khí cầu có thể chụp hình với độ phân giải cao. Cho mục tiêu do thám, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken nói, nước Mỹ không phải là mục tiêu duy nhất của các khinh khí cầu Trung Quốc. Tuy Việt Nam nằm trong số những nước bị do thám, nhưng Việt Nam lại tuyên bố chưa phát hiện khinh khí cầu lạ trên không phận. Hình ảnh ngày 9 tháng 2 báo lao động cho biết Việt Nam chưa phát hiện khinh khí cầu lạ trên không phận. Việt Nam chưa phát hiện khinh khí cầu lạ trên không phận. Các lực lượng chức năng của Việt Nam có đầy đủ khả năng để đảm bảo an toàn cho vùng trời, vùng biển cũng như lãnh thổ của Việt Nam. Theo đó, tờ báo này dẫn lời ông Đoàn Khắc Việt, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao cho biết, cho đến nay, ông chưa nhận được bất cứ thông tin nào của các cơ quan liên quan, cũng như của báo chí và người dân phản ánh về việc có khinh khí cầu lạ trên không phận của Việt Nam. Tôi tin chắc rằng các lực lượng chức năng của Việt Nam có đầy đủ khả năng để đảm bảo an toàn cho vùng trời, vùng biển cũng như lãnh thổ Việt Nam. Ông Đoàn Khắc Việt khẳng định, ngày 6 tháng 2, báo lao động đặt câu hỏi vì sao phải do thám bằng khinh khí cầu trong khi có vệ tinh và UAV, tờ báo này dẫn lời ông Michael Clark, giáo sư thỉnh giảng tại khoa nghiên cứu chiến tranh tại đại học King's College London cho hay chỉ trong khoảng 10 năm trở lại đây, quân đội mới chú ý trở lại với khinh khí cầu, bởi vì khinh khí cầu có thể bay cao hơn tầm hoạt động của hầu hết các máy bay và tốc độ chậm của khinh khí cầu đồng nghĩa với việc không phải lúc nào radar cũng phát hiện ra khinh khí cầu hình ảnh vì sao phải do thám bằng khinh khí cầu trong khi có vệ tinh và uav tờ lao động cũng dẫn lời ông james rogers học giả tại đại học nam đan mạch và đại học Cornell. người hiện tư vấn cho hội đồng bảo an liên hợp quốc về mối đe dọa xuyên quốc gia của máy bay không người lái cho biết khinh khí cầu mang lại một số lợi thế so với việc sử dụng vệ tinh hoặc máy bay không người lái chúng không chỉ rẻ hơn so với phóng vệ tinh mà còn thông qua hoạt động trong giới hạn bầu khí quyển của trái đất gần bề mặt hơn. Khinh khí cầu có thể thu được hình ảnh chất lượng tốt hơn. Sự kiện khinh khí cầu Trung Quốc bắt đầu vào ngày 4 tháng 2 năm 2023, sau khi không quân Mỹ bắn tan chiếc khinh khí cầu của Trung Quốc ngoài khơi trên lãnh hải của Hoa Kỳ. Giới chức Mỹ tin rằng các khinh khí cầu Trung Quốc đã bay vào hoạt động trên không phận Mỹ ít nhất 4 lần. Nhưng tướng Ryder từ chối nói về các vụ việc trước đó trong họp báo ngày 8 tháng 2. Hoa Kỳ tin là quân giải phóng nhân dân Trung Hoa hợp tác với các công ty bán dân sự để thả các khinh khí cầu ở độ cao trên cả tầng bay của phi cơ dân sự nhằm thực hiện việc do thám từ năm 2018, BBC đưa tin. Cho đến nay, Trung Quốc vẫn phủ nhận các cáo buộc của Hoa Kỳ và nói hai khinh khí cầu dân sự là để thu thập thông tin thời tiết của họ. Đúng là đã bay vào Bắc và Trung Mỹ nhưng là do bị lạc hướng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin Việt Nam bị khinh khí cầu Trung Quốc do thám nhưng chưa phát hiện khinh khí cầu lạ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo chấm d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo chấm d kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin dù có rất nhiều bê bối nhưng đảng vẫn ưu ái ngành công an. Trang AFA Tiếng Việt ngày 8 tháng 2 đặt câu hỏi, vì sao đảng ưu ái ngành công an? Câu hỏi này được đặt ra trong bối cảnh Bộ Công an vừa đề xuất bổ sung quy định hăng hàm cấp tướng cho công an trước thời hạn, đồng thời đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu cho sĩ quan theo công bố của chính phủ hôm 7 tháng 2 năm 2023. Hình ảnh vì sao đảng ưu ái ngành công an? AFA dẫn lời cựu trung tá quân đội Vũ Minh Trí trước khi về hưu công tác tại Tổng cục 2 hôm 8 tháng 2 nhận định trong một giai đoạn rất dài từ đợt phong tướng đầu tiên cho đến những năm 2000 thì việc phong tướng diễn ra không theo một quy định nào cả. Có những vị đeo quân hàm cấp tướng đến 20-30 năm như ông Văn Tiến Dũng, tổng tham mưu trưởng gần 20 năm mới được phong từ thượng tướng lên đại tướng rồi có những trường hợp còn phong quân hàm vượt cấp nên tôi thấy việc họ phong quân hàm trước hạn và vượt cấp, nếu mà xét về mục đích công việc thì không có gì là nghiêm trọng. Nếu là luật thì nó sẽ đồng bộ với các quy định khác. Ví dụ như quy định giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn, có Trần Quân Hàm lên đến trung tướng, thế nhưng lại đưa một người quân hàm thượng tá lên làm giám đốc công an thành phố thì rõ ràng việc chỉ huy điều hành không phù hợp. Rõ ràng là một ông thượng tá chỉ huy những phó giám đốc là thiếu tướng hay những ông trưởng phòng đều là đại tá thì quả thực là có khó khăn trong công việc. Ông Võ Minh Đức từng là trưởng ban dân vận của một sư đoàn thuộc quân đội nhân dân Việt Nam. Cuối những năm 90, khi trả lời AFA liên quan đến vấn đề này cho rằng khoảng 20 năm trở lại đây, số tướng nhiều lắm mà chất lượng thì rất kém, tài năng đức độ rất hạn chế. Tôi có cảm nhận rằng từ khi kinh tế phát triển, chất lượng cuộc sống cao hơn, thì việc phong tướng nó như việc các ổng cho nhau bổng lộc. Vì tướng thì chắc chắn là lương cao, mà theo quy định ngày tôi còn ở trong quân đội thì khi tướng về hưu, mức lương hưu vẫn được giữ nguyên 100%, không như hàm đại tá, lương hưu kịch trần cũng chỉ ở khoảng 75% so với lúc còn tại ngũ. Hình ảnh ông Phan Văn Anh Vũ tức Vũ Nhôm AFA nhắc lại việc trong nhiều năm qua có rất nhiều vụ bê bối của ngành công an bị đưa ra công luận nổi tiếng nhất là ông Phan Văn Anh Vũ tức Vũ Nhôm mang quân hàm thượng tá công an bị bắt và bị truy tố liên quan đến tham nhũng cựu trung tướng công an tổng cục trưởng tổng cục cảnh sát Phan Văn Vĩnh và cựu thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa nguyên cục trưởng cục phòng chống tội phạm công nghệ cao bị tù vì những liên can đến đường dây đánh bài hàng ngàn tỷ trên mạng ông Phan Hữu Tuấn cựu phó tổng cục tình báo bộ công an và ông Phan Hữu Bách cựu phó cục trưởng B61 Tổng cục tình báo Bộ Công an bị tù vì tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước. AFA đặt câu hỏi dù có nhiều bê bối nhưng dư luận vẫn cho rằng Đảng và nhà nước luôn ưu ái cho ngành công an. Trả lời AFA, cựu trung tá Vũ Minh Trí nhận định: "Tôi thấy điều đấy không có gì phải bàn cãi bởi vì nó còn thể hiện rất rõ. Thứ nhất, ngân sách cấp cho ngành công an chỉ thua mỗi quân đội. Nó cao gấp nhiều lần ngân sách cấp cho y tế và giáo dục." thứ hai việc ưu ái và cấp nhiều ngân sách cho ngành công an còn thể hiện qua việc phong quân hàm ở cấp cao hầu hết lực lượng sĩ quan công an đều được thăng lên những cấp bậc hàm cao hơn nhiều so với trước kia ví dụ như trước kia từng có bộ trưởng bộ nội vụ như ông lê minh hương hay bùi thiện ngộ chỉ quân hàm cao nhất là thượng tướng nhưng giờ đây tất cả các bộ trưởng bộ công an đều phong quân hàm đại tướng tổng biên tập những tờ báo nhỏ của công an không có vai trò gì lớn trong xã hội kiểu như ông hữu ước thậm chí thì việc thăng quân hàm và đảng ngộ đối với cán bộ lực lượng công an là rất cao so với mặt bằng trong xã hội thậm chí có nhiều phần còn cao hơn cả quân đội mặc dù lực lượng ít nhưng số tướng không kém gì theo ông trí qua ngân sách và đảng ngộ đối với ngành công an cho thấy mối quan tâm lớn nhất của đảng cộng sản và chính phủ việt nam hiện nay là giữ vững được an ninh chính trị hay nói cách khác là giữ vững được vị trí độc tôn lãnh đạo, quản lý được nhà nước và xã hội của họ. AFA cho hay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo Chấm D với bản tin dù có nhiều bê bối nhưng đảng vẫn ưu ái ngành công an. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời Báo Chấm D để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất ngọc thơ thời báo chấm d